Xin chào tất cả các bạn. Mùa hè tới rồi, mình đổ rau câu ăn cho mát nha các bạn. Kiểu rau câu kỳ này cũng là rau câu dừa, lá dứa, rất là ngon, rất là mát. Kỳ này mình đổ rau câu với cái khuôn ống 25 cm này nhé. Đây là tất cả những cái nguyên liệu mình cần có cho cái nguyên cái ổ rau câu này á. Mình cần có rau câu giòn, rau câu dẻo, mình có nước lá dứa, rồi đường phèn nè, sữa tươi. Mình không có nước dừa tươi thì mình mua nước dừa này ở trong Costco á các bạn, nó là 100% nước dừa, không có pha gì hết á. Và nước cốt dừa mình dùng cái hiệu này nè các bạn, hiệu này ngon lắm. Và sau đây là phần chi tiết cách làm. Trước tiên thì mình sẽ đổ cái phần rau câu nước cốt dừa trước. Mình cần có là 300 ml nước cốt dừa, 200 ml sữa tươi, 50 g sữa đặc. Mình bắt lên bếp, mình để lửa vừa cho nó ấm ấm lên chút. Cái cách làm của mình là không cần ngâm rau câu trước đâu nha các bạn, mất thời giờ lắm. Mình rau câu mình chỉ cần pha, mình pha tỷ lệ càng đặc thì nó sẽ càng không ra nước thôi, chứ không có gì mà gọi là bí quyết hết đó các bạn. Đường thì mình cần có là 50 g đường cát. Mình cho vô đây 1/4 muỗng cà phê muối và 7 g rau câu giòn của Thái đó các bạn. Rồi xong mà khi mà cái hỗn hợp nước cốt dừa nó đã bắt đầu nó ấm lên rồi đó, các bạn từ từ các bạn thả cái hỗn hợp đường với lại bột rau câu vô, vừa thả vô mình vừa quậy đều lên. Rồi mình để đó cho mình nấu cho nó sôi lên ở trên lửa vừa nha các bạn, đừng có nấu lửa lớn quá nó trào á. Thì khi mà nó sôi lên thì mình nấu chừng 10 phút, sau đó thì mình tắt lửa, mình đậy nắp lại, mình để đó cho chừng 10 phút nữa cho rau câu nó tan hết nha các bạn. Sau đó thì mình đổ qua rây và đổ một cái khuôn hình chữ nhật như vậy đó, để mình làm cái phần rau câu sợi nước cốt dừa á. Rồi xong rồi mình để đó chừng nửa tiếng cho tới 1 tiếng gì đó cho nó nguội hẳn, cho cái rau câu của mình nó cứng đó các bạn. Thì trong cái thời gian mình chờ đợi rau câu nó nguội hẳn đó, thì mình bắt đầu mình đi chuẩn bị cái phần rau câu nước dừa và rau câu lá dứa. Lá dứa mình cần có là 80 g lá dứa đông lạnh. Nếu mà các bạn dùng lá dứa tươi thì các bạn cũng phải để cho nó héo, để vô trong đông lạnh cho nó héo rồi các bạn làm thì nó không bị đắng nhé. Mình cần có là 800 ml nước. Mình xay mình lấy 800 ml nước cốt lá dứa. Mình sẽ cho vô trong cái lá dứa này đó là 1/4 hoặc là 1/3 muỗng cà phê muối. Cái muối nó giúp cho cái nước cốt lá dứa nó giữ màu đó các bạn. Nếu mà các bạn thích cái màu nó đẹp hơn chút nữa, nó tươi hơn chút nữa thì các bạn cho một giọt tinh màu lá dứa, 200 ml nước cốt dừa. Mình dùng đường phèn, 150 g đường phèn. Nếu mà các bạn không có thì các bạn dùng đường thường cũng được. 5 g bột rau câu giòn của Thái, 10 g bột rau câu dẻo, mình dùng cái hiệu này nhé. Rồi các bạn trộn đều lên. Các bạn làm nóng rồi các bạn trộn bột rau câu lên cũng được, ở trên bếp cũng được, hoặc các bạn trộn vô một lúc như vậy cũng được. Mình thấy không có khác gì hết đó các bạn. Và một cái nồi nữa thì mình chuẩn bị cái phần rau câu nước dừa. Thì mình lấy 1,5 lít nước dừa tươi, 250 g đường phèn, 1/4 muỗng cà phê muối. Cái phần bột mà rau câu giòn thì mình cần có 13 g, là khoảng 2 muỗng canh đầy, và 10 g bột rau câu dẻo. Tại vì mình thích ăn giòn giòn dai dai á, cho nên mình trộn hai cái loại rau câu dẻo với giòn với nhau. Lá dứa thì mình cho chừng 4 cọng lá dứa vô trong cái nồi nước dừa cho nó thơm á các bạn. Rồi sau đó đó là mình bắt lên trên lửa trung bình hai nồi một lúc luôn, nấu cho nó lẹ. Mình quậy nha các bạn. Mình nấu cho đến khi nó sôi lên, và từ lúc nó sôi lên thì mình nấu thêm 10 phút nữa cho cái rau câu nó hoàn toàn nó tan hẳn. Thì các bạn tắt lửa và mình đậy nắp lại, mình để 10 phút cho nó tan hết hoàn toàn. Mình cũng không cần hớt bọt đâu các bạn, mình nấu một hồi là nó trong ra hết à. Mình xong mình rọc lọc qua rây cho nên không cần phải hớt bọt đâu nhé.
Lúc này thì cái rau câu cúc dừa của mình nó đã cứng rồi đó. Thì các bạn lấy cái dao bào, các bạn bào sợi. Ở nhà mình có cái dụng cụ bào sợi nào thì mình dùng cái dụng cụ đó nha các bạn. Không cần phải mua một cái mới đâu, có cái gì xài cái đó tận dụng hết nhé. Sau khi bào sợi xong thì bắt đầu mình đổ thành một ổ rau câu theo từng lớp. Trước tiên đó là cái phần rau câu lá dứa, mình sẽ lấy 300 ml. Nhớ lọc ở bên rây cho cái rau câu mình nó mịn. Mình đổ vô trong cái khuôn ống này để mình làm cái lớp ở dưới đó. Xong mình đợi chừng 5 phút cho cái rau câu của mình nó hơi cứng lại á. Còn cái phần rau câu nước dừa tươi thì mình chia ra 3 phần bằng nhau thì mỗi phần là 500 ml đó. Mình muốn cho rau câu không có tách lớp thì mình lấy cái dao mình rọc rọc cái mặt của cái rau câu lá dứa đó. Rồi mình đổ cái phần rau câu là nước dừa lên. Rồi sau đó các bạn dùng lấy 1 phần 3 cái rau câu cúc dừa sợi đó, các bạn thả vô. Rồi các bạn lấy đũa các bạn quậy quậy cho nó đều ra. Các bạn làm từng lớp như thế này thì cái rau câu dừa sợi của mình nó sẽ phân bổ đều ra, nó không có bị nổi lên trên đó các bạn. Rồi sau đó các bạn tiếp tục các bạn đổ cái 500 ml cái rau câu nước dừa tươi vô tiếp. Rồi các bạn cũng cho 1 phần 3 cái rau câu dừa sợi vô. Các bạn làm y chang vậy, 3 lần như vậy là nó hết cái phần rau câu nước dừa đó các bạn. Làm xong rồi đó, để cho nó chừng 1-2 phút cho nó cứng cứng lại. Trong thời gian đó mà nếu mà cái rau câu lá dứa của mình nó bị hơi cứng lại rồi thì các bạn hâm nóng lên cho nó chảy ra. Rồi các bạn lại lọc lọc qua rây. Các bạn sẽ dùng toàn bộ cái rau câu lá dứa đó các bạn đổ lên trên cái lớp ở trên cùng nhé. Cái lớp rau câu của mình nó hơi cứng cứng lại và mình đổ cái lớp rau câu mới vô. Mà cái lớp rau câu mới thì nó còn ấm ấm và mình đổ vô như vậy thì nó sẽ không có bị tách lớp đâu nhé. Công thức này là nó đầy vừa đủ một cái khuôn ống 25 cm như vậy đó các bạn. Rồi xong thì nếu mà nó có bong bóng thì các bạn lấy cái muỗng như mình đó, đụng vô một cái là nó dính lên cái muỗng là các bạn lấy ra dễ dàng. Rồi xong rồi cái mình ngâm vô trong nước như thế này cho nó nguội bớt. Rồi xong rồi các bạn để vô trong tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để cho cái rau câu mình nó lạnh ăn nó mới ngon, rất là dễ dàng. Cái rau câu này nó thơm lắm các bạn ơi, lúc cái rau câu lá dứa mình nấu lên nó trời nó thơm phức nguyên cái nhà luôn, thích gì đâu luôn á. Chúng mình thì mình là cái đứa mê lá dứa nữa, thích lắm luôn á các bạn. Các bạn để cái tâm vô bên hông như vậy để lấy ra cho dễ đó các bạn. Tại vì là mình có trộn với lại bột rau câu giòn cho nên là cái phần rau câu dừa tươi á nó không có trong lắm nhưng mà ăn rất là ngon, nó giòn, nó vừa giòn mà vừa dai á, ăn đã lắm các bạn ơi. Quan trọng là mình thấy ngon là được rồi ha. Và video của mình đến đây đã hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình hẹn gặp lại các bạn video tới. Nếu mà các bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký ủng hộ cho mình với nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mình chúc các bạn làm thành công. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại video kỳ tới.